Năm học 2022-2023, tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục. Trong khi đó, tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục do Hội đồng Nhân dân tỉnh tạm giao là 19.473. Số biên chế cần tuyển dụng là 1.354 biên chế, trên cơ sở đó, sở nội vụ đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành giả soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học để bổ sung biên chế giáo viên nhằm đảm bảo lộ trình và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác dạy học của từng địa phương. đến thời điểm tuyển dụng đã có 3.632 hồ sơ đăng ký dự tuyển, có 1.309 thí sinh trúng tuyển đến ngày 23 tháng 6, 100% các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 5 trên 9 huyện, thành phố hoàn thành công tác tuyển dụng. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 24 về chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn, đến hết năm 2022, toàn tỉnh còn 935 định mức khoán chưa thực hiện với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, đến hết tháng 5, toàn tỉnh còn trên 1.200 định mức khoán chưa thực hiện với kinh phí trên 6,7 tỷ đồng nguyên nhân là do nhiều trường học không thuê được giáo viên. Tại buổi khảo sát, các sở ngành đã đề xuất đoàn kiến nghị với Trung ương tiếp tục bổ sung biên chế cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Kết luận buổi làm việc, đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu tuyển đủ biên chế được giao đáp ứng yêu cầu dạy và học, đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả các định mức khoán được giao. Đối với các ý kiến kiến nghị của các đơn vị, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều chỉnh, triển khai phù hợp với thực tiễn.